Bây giờ, tôi muốn bạn quan sát, có phải nó xảy ra cứ 3 tháng một lần không? Hay nó xảy ra cứ 9 tháng một lần? Thật kỳ lạ. Là ngay cả các tình huống vật chất cũng diễn ra theo cùng một cách này. Tùy thuộc vào mức độ không ý thức của bạn. Mức độ bất ổn của bạn thì bạn càng bị ảnh hưởng bởi những chu kỳ đó. Quá trình tâm linh cho bạn cách để làm thế nào có thể thoát khỏi những chu kỳ này? Làm sao để vượt qua những khuôn mẫu cảm xúc Người hỏi Cùng một khuôn mẫu của mọi thứ cứ xảy tới Trong suốt một khoảng thời gian dài Cùng một loại cảm xúc, tình huống mà chúng ta đi qua cũng giống nhau Làm thế nào để thoát khỏi ra khuôn mẫu đó trong cuộc sống Sadhguru so, trả lời Vậy thì Thật tốt là ít nhất bạn nhận ra được rằng Một khuôn mẫu y hệt đang xảy ra Lặp lại chính nó Hầu hết mọi người thậm chí không thấy được điều đó. Họ cứ lặp đi lặp lại những chu kỳ giống nhau, trong những khung cảnh khác nhau. Và họ cho rằng mình vẫn ổn. Ít nhất thì đó cũng là một điều tốt cho bạn nếu bạn nhận ra được nó. Bối cảnh có thể thay đổi, bối cảnh cuộc sống dù sao cũng phải thay đổi. Lần cuối cùng một điều tệ hại gì đó sẽ đến với bạn, bạn còn đang ở trường học. Lần tiếp theo khi nó sẽ đến với bạn, bạn đang học ở đại học. Vậy nên bối cảnh đã khác đi. Lần tới khi nó lại đến với bạn, bạn đang đi làm rồi. Lần sau nó đến với bạn, bạn đã kết hôn. Nhưng những điều giống nhau lại đang xảy ra nếu bạn nhìn nhận thật kỹ cuộc sống của mình. Giả sử bạn đang đi tới Kompato từ trung tâm Yoga Aisha và bạn thấy bên ngoài có Samedu. Bạn có biết Semidu chứ? Không, Semidu, Irutubalam, đó là một cái tên hay. Irutubalam có nghĩa là một con mương tối. Bạn đang trên đường đến Kompathor, bạn tới Irutubalam. Bạn nhìn xung quanh và bạn vượt qua. Bây giờ không còn nguy hiểm. Họ đã xây một cái cầu, đã có thời bạn phải đi qua. Bạn biết đấy, những vùng nước nguy hiểm. Và rồi bạn đang vui vẻ lái xe về phía Kompathor. Thì một lần nữa Irutubalam lại đến. Ồ, oh, lại là Irutubalam. Không sao đâu, xui xẻo thôi. Và một lần nữa bạn tiếp tục lái xe. Sau một lúc thì Irutubalam lại xuất hiện. À, cái gì đó, bạn biết đấy, suy trung hợp. Một lần nữa, Iru Tubalam lại đến. Bạn phải biết rằng bạn đang ở trong Iru Tu, Iru Nếu bốn lần cùng một thị trấn xuất hiện trên đường đến Kompator, có nghĩa là bạn đang đi vòng tròn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không tới được đâu cả, phải không? Nếu bạn đang nhìn nhận sự sống loài người chỉ như là thể xác. Vâng, Cơ thể đang đi đến một nơi nào đó, chúng ta biết nó đang đi đến đâu. Bạn biết cơ thể của bạn đang đi đến đâu chứ? Cơ thể của bạn đang đi tới đâu? Đến nghĩa trang. Dù là trăng tròn hay không trăng. Dù là đêm hay ngày. Cơ thể đang đi, xem nào, 10 giây nữa gần hơn đến nghĩa trang, bây giờ là 20 giây rồi. Khi tôi đang nói thì về mặt vật chất, bạn đang tiến gần hơn đến nắm mồ của mình. Đó là tất cả những gì đang xảy ra. Bạn tồn tại ở đây như một thực thể vật chất, thì đó là tất cả những gì đang xảy ra. Và nếu bạn tồn tại ở đây chỉ như một thực thể vật chất, thì dần dần bạn sẽ thấy cuộc sống là một cuộc chơi. Rồi nó trở thành lạc thú, rồi nó trở thành rất nhiều thứ, rồi mọi xương khớp đều đau đớn, và rồi nó kinh hãi vì nó đang tiến gần tới kết thúc với cuộc sống vật chất thì đây là quá trình phát triển bạn không cần phải trải qua hết để biết nó bạn có đủ trí thông minh để ngồi đây và thấy được điều đó nhưng may mắn của chúng ta là chúng ta không chỉ là vật chất chúng ta có những chiều không gian khác đối với mình về mặt trạng thái tinh thần của bạn nó có thể tiếp tục phát triển hoặc nó có thể đi vòng tròn về mặt tình trạng cảm xúc của bạn nó có thể tiếp tục phát triển hoặc nó có thể đi theo chu kỳ. Các chiều không gian khác bạn có thể chưa nhận biết được, nhưng ngay cả ở nơi đó, bạn vẫn có thể đi lòng vòng hoặc bạn có thể tới được nơi nào đó. Bây giờ khi bạn nói rằng tôi nhận thấy cuộc sống của tôi đang diễn ra theo chu kỳ, thì về cơ bản bạn đang nói về việc những tình huống xung quanh bạn. Nhiều hơn là bạn đang nói về việc các trạng thái tinh thần và cảm xúc của bản thân đang đi qua các chu kỳ giống nhau. Một số phụ nữ Với tất cả sự tôn trọng, tôi đang nói điều này, một số phụ nữ có thể quan sát điều này tốt hơn nam giới. Vì chu kỳ tinh thần và cảm xúc của họ ngắn hơn. Mỗi tháng, vào một thời điểm nhất định trong tháng, ít nhất thì nhiều người trong số họ trải qua một mức độ nhất định về trạng thái tinh thần và cảm xúc lặp đi lặp lại bởi vì nó được lặp lại hàng tháng nhờ điều này nên họ biết được rõ ràng nó đang xảy ra bởi một hoàn cảnh sinh lý nhất định nó gây ra một hoàn cảnh tâm lý nhất định đây là điều mà họ có thể nhận thấy rõ ràng nhưng thật không may bạn không có chu kỳ kinh nguyệt tôi đang nói rất tiếc bởi vì nếu có một lời nhắc nhở mạnh mẽ như vậy bạn sẽ không bỏ lỡ nó bởi vì chu kỳ của bạn thuộc một loại khác nên bạn có thể nhắm mắt bỏ qua nó bạn có thể đi qua một cuộc sống theo cách tương tự mà không hề nhận ra nó. Phụ nữ có phúc vì họ không thể bỏ lỡ nó, họ có thể nhận thấy điều này đang xảy ra với mình. Đàn ông phải tự ý thức hơn nhiều, họ cần phải làm nhiều hơn. Bởi vì nếu không, bạn sẽ nghĩ rằng mình đang đi tới nơi nào đó, nhưng mỗi khi bạn đi đến iru tubalam, iru tubalam, tự cho rằng mình đang đi tới đâu đó. Có một sự nhắc nhở mạnh mẽ nằm trong cơ thể người phụ nữ lời nhắc nhở mạnh mẽ có sẵn trong cơ thể phụ nữ. Đó không phải là một lời nguyện, là một điều may mắn nếu bạn biết sử dụng nó, bởi vì mọi tình huống biến động. Bất kể tình huống bất ổn nào đều là một khả năng. Đó là một khả năng cho sự thay đổi. Khi có một tiến trình đã định, bạn không thể thay đổi mọi thứ dễ dàng như vậy. Khi có một sự mất ổn định định kỳ của hệ thống, thì khả năng thay đổi là rất lớn, nhưng dù sao đi nữa nếu bạn đang trải qua những chu kỳ, mọi thứ trong hệ thống này đều theo chu kỳ phải không? Trái đất đang quay theo chu kỳ, mặt trăng đang đi theo chu kỳ. Mọi thứ đều theo chu kỳ. Nếu bạn không trở dậy với một mức độ nhận thức nhất định, một mức độ quyết tâm nhất định và một ý thức đi đến một nơi nào đó, bạn sẽ tự nhiên trở thành một phần của các chu kỳ. Có nhiều loại chu kỳ đang xảy ra. Chu kỳ dài nhất đang diễn ra ở đây là 144 năm. 144 năm một lần, một số điều nhất định xảy ra trong hệ mặt trời mà chúng ta có. 144 năm, chúng ta có một Khun ba Mela. Chúng ta thật may mắn rằng trong cuộc đời của mình chúng ta đã chứng kiến điều đó. Chu kỳ tiếp theo là 12 năm rưỡi mà tất cả chúng ta đều thấy. Những cái khác ngắn hơn nhiều. Có những chu kỳ 3 năm, có những chu kỳ 18 tháng, 16 tháng, có những loại chu kỳ khác. Tất cả những chu kỳ này tùy thuộc vào mức độ vô thức của bạn, mức độ bất ổn của bạn, mức độ không tập trung của bạn. Bạn trở thành bị ảnh hưởng bởi những chu kỳ đó. Nếu bạn hoàn toàn bị phân tán, bạn bị ảnh hưởng bởi chu kỳ nhỏ nhất. Nếu bạn tập trung hơn một chút, bạn sẽ có thể ảnh hưởng bởi những chu kỳ dài hơn. Nhưng mọi người đều phụ thuộc vào những chu kỳ này. Những chu kỳ này có thể mang ý nghĩa như một sự chói buộc hoặc những chu kỳ này cũng có thể mang ý nghĩa của sự vượt lên là rằng từ chu kỳ sống này sang chu kỳ sống khác bạn vượt lên trên hoặc là bạn lặp đi lặp lại cùng một chu kỳ điều đó phụ thuộc vào việc bạn là ai khi rất nhiều người sự khác biệt giữa chim tinh và tâm linh chỉ là thế này. đây là một chủ đề không được ưa thích mà tôi đang cảm nhận. chim tinh đang cố gắng cho bạn biết những chu kỳ này ràng buộc bạn như thế nào. quá trình tâm linh lại cho bạn cách để bạn có thể thoát khỏi những chu kỳ này. chúng ta không phủ nhận các chu kỳ. sẽ thật ngu ngốc nếu chối bỏ các chu kỳ. các chu kỳ chắc chắn có tồn tại. nhưng chúng ta đang nhìn vào các khả năng để làm sao bạn có thể thoát xa khỏi những chu kỳ này nếu bạn sống theo các chu kỳ và ý thức được về các chu kỳ thì cuộc sống của bạn sẽ có một sự trầm tĩnh bình thản nhất định một mức độ thành công nhất định mức độ hạnh phúc nhất định mức độ thịnh vượng nhất định nếu bạn phá vỡ chu kỳ nếu bạn không ngừng tìm cách thoát khỏi chu kỳ thì bạn đang tìm kiếm sự giải thoát cho mình bạn đang chỉ tìm kiếm sự an lành hay bạn đang tìm kiếm sự giải thoát? Đó là câu hỏi và theo đó bạn phải sống. Vì vậy, hiện giờ, nếu cuộc sống của bạn đang đi theo chu kỳ, lặp đi, lặp lại, rằng bạn liên tục gặp phải Iru Tubalam, thì bạn hiểu rằng mình sẽ không đi đến được bất cứ đâu như thế. Đã đến lúc thay đổi khuôn mẫu. Bây giờ tôi muốn bạn quan sát. Nó có diễn ra hàng tháng không? Tôi chắc chắn rằng với bạn nó không phải là hàng tháng. Có phải 3 tháng mới xảy ra một lần không? Nó có xảy ra 9 tháng một lần không? Nó có xảy ra 16 đến 18 tháng một lần không? Nó có xảy ra 3 đến 3 năm rưỡi một lần không? Nó có xảy ra 12 năm một lần không? Tôi muốn bạn nhận thấy điều này. Giờ thì bạn đừng bắt đầu tưởng tượng ra mọi thể loại. Nhưng điều đó thực sự đang xảy ra. Bạn hiểu không? Nó chỉ đang diễn ra thôi cho dù bạn có thể nhận thấy nó hay không, thì nó vẫn đang diễn ra. Nó không chỉ đang xảy ra với các tình huống tinh thần và cảm xúc của bạn. Nếu bạn ý thức được, thì ngay cả những tình huống vật chất xung quanh bạn cũng sẽ tự lặp lại. Thật kỳ lạ. Khi ngay cả các tình huống vật chất cũng xảy ra theo cùng một cách, nếu nó bị huyền 3 tháng một lần, chúng ta có thể đẩy nó lên 9 tháng, nếu nó biểu hiện 9 tháng một lần, chúng ta có thể đẩy nó lên 18 tháng. 18 tháng, chúng ta có thể đẩy nó lên 3 năm, chúng ta có thể đẩy nó lên 12 năm, hoặc chúng ta có thể đẩy nó lên 144 năm, hoặc hơn hết thảy. Thay vì cố gắng né tránh những chu kỳ này, chúng ta có thể lái những chu kỳ này. Tôi đã và đang lái những chu kỳ của chính mình. Mỗi khi nó đến, cuộc sống của tôi thay đổi. Và nó sẽ thay đổi đáng kể trong vòng 4 đến 6 tháng tới. Chào mừng các bạn đến với kênh Sát Lòng Tiếng, nơi tìm về chính mình.